Con chào con bà con chú. Con đi Con đâu? chào con bà con chú con đi. Đi chơi. Hello cô chú anh chị ơi, hôm nay em Chi là được nghỉ hè rồi hả mọi người. Kim đang dẫn em Chi đi shopping, đi mua cho Chi ít đồ bikini nè, chuẩn bị đi du lịch hả mọi người, đi biển ha. Cả nhà Kim có anh của Chi nữa, cả nhà sẽ đi Thơ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ hả mọi người. Đi con, đây nè em mang cái giỏ Hello Kitty, mà có cái giống như cái mạc á, cái nhãn dán á, ở kế bên nó lòng thòng mà ấm. Mà em không chịu mở Mẹ ra ơi, nè. mẹ khói chỗ này. Rồi để cho nó toàn tan như vậy đó. Đây, mẹ khói chỗ này. Quá. Mẹ đi xử đi à. Em chị hôm nay màu nổi chưa mà cô chú? Mẹ khí hết thôi đây. Làm gì? Sao? First, you put it the wrong way around. Then you get your home girl, then you hold the bag. You put it in my head and done, it's a bag. Làm cái ba lô hả? À, cô chú. Xin chào cô bác cô chú. Xin chào con bà con chú. Xin chào con bà con chú. Rồi chị lựa đây. Đây có đồ tắm này cô chú anh chị. Mấy bộ đồ tắm cho trẻ em nè. Trời ơi trời, cái bộ đó đó hả? Gì màu mè tùm lum vậy? Mẹ, these have skirts on them. Thôi nó ghê lắm. Chị biết gì không? Chị lựa cái nào mà tay dài đây nè. Nhìn mẹ nè, tay dài dài chân để hơi nắng đen thui đó, thấy không? Một cái, hai cái là 12 đồng, một cái là 8 đồng, cũng rẻ hả mọi người. Nên là mua cái này nè. Này có nón này chi nè, này có cái nón luôn nè đó. Có cái nón nó dính ở trong đây luôn nè. Dưới đây cũng có cái nón nữa nè chị nè. Bà coi rồi, 2 to 3 nè. Mấy này là mấy cái áo phao hả cô chú anh chị? Mà mấy cái áo này sao size nhỏ không? Không có size của Chi. Cái này 2 to 3 luôn. Máng vô đi, máng vô. Đây Kim mua cái kính bơi nè cô chú anh chị. Kính bơi em Chi đã mua cái này rồi nè. Đó, mua cái này. Nè, ở đây nó nói nè. Rồi. Kim mua cái này cho Chi nữa nè. Kính nè. 2 to 3. Cái áo bơi của em Chi ha. Ở nhà Chi có hai bộ áo bơi rồi, giờ Kim lấy thêm một bộ nữa. Kim sẽ kiếm thêm một bộ đồ bơi của Chi nữa. Ờ, cho Kim nữa. Đây nè, em Chi nè, muốn mua cái vali mà mấy cái vali mà có hình công chúa, hình này nọ, em Chi không chịu nha bà cô chú. Em Chi một hai là muốn thích cái đó đó. Thích cái màu mà đen đen mà bạc bạc vậy đó. À, cái gì? Xám xám như vậy đó mới chịu. Cái shop này rất là lớn mọi người, bán quần áo thể thao, giày dép, tất cả các nhãn hàng luôn, đồ bơi, đồ thể thao, thể dục gì. Nó đi đâu mà nó vòng vòng vậy trời? Cái gì cũng có hết trơn. Rồi bây giờ mua một cái vali đẩy về. Đó. Ở trên đó là bán đồ xe đạp đó con à, xe đạp. Thôi nhà chị có xe đạp rồi. Trời mưa kìa, đang thui kìa, đi lẹ gì luôn. Chuyển mưa đang thui rồi. Nhìn em Chi kìa ông bà cô chú. Lúc nãy ở nhà kêu ăn cái gì rồi đi không chịu ăn, bây giờ đi đến đây rồi. Giờ than đói bụng. Đó, bây giờ vô đây mua thịt gà cho em Chi. Này là phần gà lăn bột chiên hả cô chú anh chị, với khoai tây chiên và một lon nước 7 đồng hả mọi người, là khoảng 201 á. Đây nãy Kim vô cái shop này kiếm thêm đồ bơi nữa mà không có. Trong đây là cũng là một cái trung tâm mua sắm nhỏ ha mọi người. Đây giống như là một thị trấn nhỏ thôi. Tony Kim Tony kêu Kim vô trong Liverpool nó mua. Nhưng mà Kim lười đi đi vô trong đó trung tâm lớn á, đi với Chi nè, sợ nó chạy tung tăng lăn xăng rồi không có mua đồ được, không có lựa đồ được, sợ đông quá lạc Chi luôn.
Hôm nay Kim qua thăm nhà bà nội nó cô chú anh chị. Nhà bà nội chi? Hôm nay vô hè nè, là hoa quá chừng luôn. Bây giờ là ra qua bên đây tháng này là sẽ có hoa khác như cái đợt trước nữa. Chắc cũng hơn một tháng rồi đó, hôm nay Kim mới qua lại. Cái này bà nội mới làm lại nè. Cái này để đá lên nè, hôm bữa là không có cái này ha. Hôm bữa là cái đá giống như vậy, hôm nay sửa là như vậy rồi. Đây, cái khu nhà đẹp, khu vườn xinh xinh. Đây là bức tường sau hè ha mọi người. Bức tường sau hè của mẹ. Kế bên đây là thùng rác. Thùng rác. Bây giờ mẹ cũng mua cái thùng này để vô luôn, rất là sạch sẽ, rất là kỹ luôn, không có thấy thùng rác ở đâu hết trơn. Ở bên đây là có cái thùng này mẹ chứa nước mưa để tưới cây nè cô chú anh chị. Ở đây nè, Kim thấy có cái cây này nè. Nhìn y chang như cái cây giả vậy đó. Cái hoa y chang như cái lá bằng nhựa luôn. Cái lá cũng vậy nhưng mà thật ra nó là cây thật đó. Nhìn y chang cái cây bằng nhựa luôn cô chú anh chị. Hay chưa? Vườn hoa của mẹ Kim nè cô chú anh chị ơi. Hôm nay đẹp quá chừng, những cái hoa này Kim không biết tên nhưng mà nè, màu hồng ha, màu hồng đậm. Cái loại hoa nào cũng có hết trơn á. Cái này nó cũng nở từ từ luôn nè. Đẹp quá trời. Cái mùa này là sặc sỡ luôn rồi, đủ màu hết trơn, đẹp quá. Bên này nhìn xuống toàn quang cảnh nè mọi người, đẹp chưa? Cái chậu hồng. Cái chậu hồng này hoa nhỏ nhỏ ha. Mà nó nhiều hoa quá chừng là xum xê luôn, sai triểu luôn. Cái này mẹ cũng có nhiều lắm. Cái loại hoa này hoa gì kia không biết tên nữa. Mà cái lá của nó nè. Ở dưới kia mẹ có nhiều lắm, ở dưới cuối vườn ở dưới nhiều lắm luôn. Đi vô đây giống như là vô một cái khu vườn hoa vậy đó mọi người. Không nghĩ là vườn của nhà của một người nào đó mà giống như là cái khu mà người ta triển lãm hoa luôn á. Đẹp quá chừng luôn, cái góc nào cũng có hoa hết trơn nè mọi người. Thấy mê chưa? Cái hoa này nhà Kim cũng có một cây nữa nè, lúc trước mẹ Kim cho trồng ha. Mà năm nay nó rất là nhỏ luôn, tại vì nó ở trong cái bụi á, những cái bụi cây khác nó bị rập. Cho nên nó lên nhỏ lắm mọi người, cái hoa nó cũng nhỏ chứ không có cao tốt như mẹ, hoa của mẹ nè, màu đẹp chưa. Cái này mà đem cắm đẹp lắm, cắm bình đẹp lắm. Đây, cái này hoa này giống với nhà Kim cũng có nữa ha, màu trắng. Những cái hoa này là hoa gì Kim không biết tên mà mẹ thích lắm luôn. Năm nào mẹ cũng có hết á. Đây nè. Cao lắm, cao hơn đầu của Kim luôn á. Kim sẽ đi một vòng cái vườn hoa ha mọi người. Khúc bên đó là cái hoa tím tím nó đẹp lắm. Đây cũng có hai cái cây này nữa nè. Đây là cái cây này giống như không biết có hoa không nữa mà Kim thấy có lá thôi. Có cái loại hoa này, hoa gì nè, không biết nữa nè. Màu tím. Nhìn miếng quang cảnh đẹp chưa cô chú anh chị. Quẹo qua bên đây. Cái hoa này nó rất là ngộ, nhưng ở nhà Kim có cái loại màu vàng. Cái nụ nó trên đây nè, nó nở cái nó xòe xuống đây ha, nó xòe ngược xuống dưới đây. Đây. Cái loại này cũng có rất là nhiều màu. Mà cái cây này Kim thấy có nhiều màu, có một bụi mà có nhiều màu luôn nè.
màu vàng, màu đỏ, màu cam gì đó. Đó. Phía bên đây nhiều lắm. Ở dưới đây nữa nè. Những cái cây này nó vẫn chưa có ra hoa nữa nè cô chú anh chị. Đây, cái bụi này nè. Ờ, vài bữa nó nở hoa nữa. Nguyên một cái chàng này chưa có ra hoa nữa, mới có nụ thôi à, quá chừng luôn. Bữa nó nở nữa đẹp dữ lắm. Hoa màu vàng. Này giống như hoa cúc á ha. Có nhiều loại hoa cúc Kim cũng không biết nữa. Không có biết tên mọi người. Ở nhà nội Kim Chi cũng có nấm nữa nè. Trời ơi, cái hoa hồng này hồi nãy giờ Kim nghe cái mùi thơm. Bây giờ lại đây nó thơm ngào ngạt luôn á. Cái màu hồng nó đậm. Mấy cái hoa này nó bự quá đó, xong nó rủ đầu xuống hết trơn nè cô chú anh chị. Đây nè, hoa to quá nó rủ đầu, nó thơm gì đâu luôn. Màu đẹp quyến rũ. Phía bên đây. Này là hoa cosmos. Cosmos này màu trắng, là màu trắng màu hồng. Màu hồng nhạt, màu hồng đậm gì nữa, thơm, nó đẹp lắm. Cái loại hoa này đẹp lắm nè. Mà hoa này xài cũng được lâu, hết mấy tháng trời luôn đó. Nó cứ nó mọc ra nụ suốt vậy đó. Mọc ra nụ xong rồi nó nở tới mùa thu luôn đó mọi người. Đẹp chưa? Xinh ha. Đây nữa nè, cái hoa này nữa nè. Cái hoa này nó nhìn nó giống như là lông lông vũ. Nó yểu điệu thục nữ ghê chưa? Đẹp. Cái đây vẫn còn búp búp ha, nó sẽ nở từ từ xuống đây đó, giống như lông gòn á mọi người, bông gòn á. Đẹp chưa nè. Nguyên xung quanh chỗ này là nguyên xung quanh cái cột này nè là hoa cosmos. Có cái hoa màu tím phía dưới đây. Và bên này cũng có mấy cái chậu màu tím đó nè, mấy cái bụi màu tím. Cái màu tím này hồi năm ngoái Kim thấy mẹ không có, nên là năm nay mẹ mới trồng á. Cái loại này mới, mẹ mới có nè. Đẹp chưa mọi người? Quá trời xinh luôn. Nó còn rất là nhiều búp. Những cái búp trong đây mốt nó nở ra nữa đẹp dữ lắm luôn. Đẹp quá chừng đẹp luôn á. Thấy mê chưa? Hoa hồng ở trong đây nó thơm. Trong kia có một chậu hoa hồng màu vàng nữa nè. Đây nè. Hoa hồng màu vàng có hai bông thôi à. Cái hoa này nó thơm dữ sợ luôn. Nó thơm giống như cái mùi chanh xả vậy đó. Thơm ngào ngạt luôn. Đây là những cái cây hồng leo nè. Hồng leo Kim chưa thấy có hoa. Đây nè. À, những cái chậu trúc nè. Chậu trúc mẹ mua trồng từ dưới đây dài xuống dưới kia luôn. Nhiều hay chưa? Đây nè. Ở nhà mẹ Kim thấy mẹ để hình Phật rất là nhiều ngoài vườn nha. Đây cũng có một cái hình Phật nữa nè. Mặc dù là mẹ đạo Thiên Chúa mà để hình Phật. Ở bên đây Kim không thấy giống như người Việt Nam ha. Người Việt Nam là Kim thấy nhiều người là đạo Phật không lấy đạo Chúa gì đó. Hai đạo không cưới nhau hay sao ha. Mà Kim thấy như bên đây người ta không có phân biệt mọi người. Kim thấy nhiều người bên đây người ta đạo Chúa nhưng mà trong nhà người ta vẫn thờ hình. Không phải là thờ mà giống như người ta để trang trí, để hình Phật á. Nguyên một cái chỗ lùm này là hoa màu tím nè cô chú anh chị. Nó vẫn chưa có nở mà nụ quá chừng luôn nè. Ít bữa nó nở đẹp dữ lắm luôn. Nguyên một cái vàng đây nè. Đẹp chưa? Còn cái này là hoa dây leo. Dây leo bò đó. Màu tím luôn. Mẹ rất là thích màu tím. Này giống như cây dương sỉ ha. Cái bộ bàn ghế sofa ngồi sân vườn nè. Khi nào mà không ngồi là để vô trong đây đậy lại. Cây dù ba Kim cũng che cái này lại luôn. Chống mưa chống nắng đó mọi người. Ôi, cái chậu này màu trắng đẹp quá chừng luôn. Đẹp ghê chưa. Chắc năm sau Kim trồng màu trắng đó. Nhà Kim không có trồng màu trắng mà đẹp quá chừng nè. Đó. Quá trời xinh luôn. Ngoài đây cái chảo, sao mày để cái chảo ngoài đây. Cái chảo ngoài này mày để nước cho chim uống nè cô chú anh chị. Ở đó có hoa hoa gì, hoa hướng dương. Hoa hướng dương cái hoa to là nó đó mẹ đã cắt rồi, còn nó nhảy ra hoa nhánh con kìa. Trong đó cũng có hoa cúc. Hoa cúc cái nhị màu vàng đẹp hay chưa. Trồng cái hoa cúc này là nó rụng hạt đó mọi người, xong mỗi năm nó sẽ mọc lại.
Ở trên đây cũng có một cái chậu treo nè. Mà cái chậu này nhìn nó cổ cổ làm sao ha. Cái hoa cũng màu hồng đẹp ghê chưa. Đây, nguyên cái dạng bên đây này nó đỏ rực luôn. Đỏ rực luôn nè mọi người, nó cao lắm nha. Cao muốn hơn kim luôn nè. Một màu đỏ rực nè, thấy chú anh chị, đẹp đấy chưa. Cái hoa này á, mà đem vô cắm những cái bình cao cao á, đẹp lắm. Đẹp quá chừng luôn. Ngoài đây nữa nè, còn nhiều lắm. Ở bên đây có cái hoa gì, nó chưa có nở mọi người, mà em thấy nó màu hồng nè. Nguyên một lùm rất là cao, cao hơn kim luôn đó. Đây, trời ơi màu đỏ quá chừng luôn trong đây. Nguyên một vàng qua bên đây luôn nè mọi người. Đẹp ghê chưa. Cái hoa màu trắng này nè, nó thơm lắm, không biết phải hoa nhài không. Mà nó thơm như cái mùi hoa nhài vậy đó. Thơm dữ lắm, ở nhà Kim cũng có hai bụi rất là lớn. Nó thơm dữ lắm, thơm. Đây cái hoa màu vàng này nhà Kim cũng có hai bụi luôn nè, hôm nay cũng nở hoa rồi. Mà mấy ngày nay Kim bận, Kim không có ra vườn Kim quay nữa. Trời ơi, mấy cái này đẹp ha. Đỏ rực luôn á. Mỗi một lần mà qua nhà mẹ là sẽ có nhiều loại hoa khác nhau, cảm giác giống như mình, nó làm cho mình có cái cảm giác khác nhau đó mọi người. Đẹp quá chừng luôn. Kim thích cái cây lá phong này dữ lắm, cái lá phong này nhuyễn, lá nhuyễn nhuyễn nè. Đẹp chưa? Giống cái lá đinh lăng ha mọi người. Thấy mai quá. Cái cây này giống như là màu đỏ cam á. Đây. Mấy cái ghế cũ thì cũng không bỏ ha. Mà vẫn mấy ghế cũ mà vẫn không bỏ ha cô chú anh chị, mà tận dụng mấy cái ghế nè để mấy chậu hoa lên nhìn cũng đẹp. Cái chậu này lúc trước Kim tặng cái cây hoa lúc mà Noel cho mẹ đó, xong rồi mới lấy cái chậu này mà trồng cây khác nè. Ở những cái thùng tưới nước, những cái thùng tưới nước nó cũ kỹ rồi, nó lủng lỗ rồi, mẹ lấy mẹ trồng mấy cái chậu cây này vô luôn. Này cũng để trang trí ha, nhìn nó rất là hay luôn. Cái hoa này là cái hoa tên gì Kim quên mất tiêu rồi ta. Ở nhà Kim có mà Kim quên rồi. Có hoa màu vàng nè. Cái này nó rụng hạt mỗi năm nó đây. Cho có hạt trong đây nè. Nó rụng hạt xuống đây, năm sau sẽ lên lại. Đây là cái hộp này đựng đựng cái gì? À đựng chai rượu champagne. Champagne của Tony đem tặng đó. Xong rồi mẹ uống champagne xong rồi lấy cái hộp này trồng cây luôn. Làm như nó bung mấy cái nút này ra rồi nè. Đó. Không, cái gì mà cũng tận dụng ra ngoài vườn được hết trơn cô chứ anh chị. Hay ha. Đẹp chưa? Là ở đây có mấy bậc thang đi xuống nữa nè. Này không có ai mượn chụp hình cho mình tấm hình. Hoa đẹp quá mà không có chụp hình được. Đây cho mọi người nè. Ôi mấy cái bông này, mấy cái này cắm bình rất là đẹp luôn. Kim thích cắm những cái hoa này nè, đẹp hơn là hoa hồng nữa đó mọi người. Nhìn nó làm sao nó thơ thơ dại dại ha. Đây. Đẹp chưa. Cái này màu hồng đậm, hồng đậm giống như màu đỏ luôn rồi đó. Còn bên đây cũng có màu khác nữa nè. Đây là màu hồng nhạt, dễ thương chưa. Trời ơi xinh xinh, dễ thương. Mà cái này mọi người biết gì không, cắm mấy vài bữa cái nó rụng những cái trắng trắng này nè, nó rụng đầy nhà luôn. Đây là có thêm một cái bụi màu đỏ đỏ nữa nè. Đỏ rực luôn đó cô chú anh chị. Cái này quay trong hình nhiều khi nó không đẹp bằng nhìn ở ngoài là màu sắc rực rỡ luôn. Đây, nguyên một cái bụi này cũng có màu hồng nhạt nữa ha. Cái này là Cosmo cũng chưa có hoa. Cosmo nhà kia bữa mẹ cho trồng cũng chưa có hoa nữa. Đây, nguyên một cái lùm chỗ này luôn. Đây, quá trời quá đất luôn. Nụ nè, vẫn chưa nở hoa. Cái loại này là màu tím. Đâu mà nó chọt vô đây mấy cây nè. Đẹp chưa. Năm nay mẹ có nhiều. Năm nay là mẹ có trồng cái này nhiều nè. Cái này là hoa mới nè. Hoa mới năm nay nè. Đẹp. Thấy mê quá. Đây nữa. Những cái hoa này cắm vô xinh xinh dễ thương. Kim thích cắm những cái hoa gì đó. Đây có cái loại giống như màu đỏ đậm. Cosmos đỏ đậm, cũng là một loại hoa cúc luôn.
Còn cái này là màu tím đậm. Màu tím đậm này cô chú anh chị, màu tím mà giống như màu tím xanh xanh, màu tím xanh xanh navy, tím đậm luôn nè. Đẹp chưa? Thấy mê luôn. Nhìn nguyên cái bụi bên này đẹp ha. Nhìn chỗ nào cũng đẹp. Đứng lại đây gần chỗ này, gần cái chậu hoa hồng nè. Nó thơm. Chúng mình đi về không bà cô